Mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 25. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là phiên họp Thường vụ Quốc hội có nội dung lớn nhất từ đầu năm cho tới nay, với 20 nội dung quan trọng, chủ yếu tập trung vào công tác giám sát, lập pháp, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đồng thời tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là hai hoạt động giám sát quan trọng, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, được cử tri và nhân dân cả nước hết sức mong đợi. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về quy định cụ thể vị trí có cấp hàm trung tướng, thiếu tướng mà Luật Công an Nhân dân chưa quy định. Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 8 trong số 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, trong đó có dự án Luật Căn cước công dân sửa đổi, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cho ý kiến lần đầu đối với 2 trong số 8 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 là Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Khối lượng công tác lập pháp tại phiên họp này là rất lớn. Trong đó có nhiều dự án luật phức tạp, quan trọng, được cử tri và nhân dân hết sức quan tâm. Điển hình là nhóm 3 dự án luật về đất đai, về nhà ở, về kinh doanh bất động sản. Đây là các dự án luật có tác động lớn về kinh tế xã hội và có quan hệ chặt chẽ với nhau. Do đó, cần phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cao để khơi thông các cái nguồn lực phát triển. Đồng thời, cần hết sức lưu ý tránh những vướng mắc về thể chế, sự chồng chéo rồi mâu thuẫn thiếu thống nhất, và đặc biệt là làm sao đó tránh được sơ hở có thể dẫn tới tiêu cực, lãng phí, thậm chí là có lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ ở trong này, và đặc biệt là dự án luật đất đai. Trong phiên làm việc sáng nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày tờ trình nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 657/2019 quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an Nhân dân năm 2018. Trong đó nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân, trong đó đã sửa đổi bổ sung quy định về số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng. Do đó, việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 657/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 là cần thiết để quy định cụ thể 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng. Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành của luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Hồ sơ dự thảo nghị quyết phù hợp với trình tự, thủ tục, quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định của dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, quy định của Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của luật. Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cao về sự cần thiết ban hành một nghị quyết mới quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an Nhân dân. Với tỷ lệ 100% tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết. Trong phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu về việc thực hiện nghị quyết số 88/2014/QH13 và nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính, vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đồng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng của hai bộ. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt các đơn vị chức năng của hai bộ đã tăng cường phối hợp trong công tác điều tra chống buôn lậu, chống trốn thuế, trục lợi thuế, đảm bảo an ninh tài chính, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, qua đó tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, hai bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc trao đổi thông tin nhằm đấu tranh có hiệu quả với những phương thức thủ đoạn liên quan đối với các vi phạm, tội phạm về chứng khoán, buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, các hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm
khẳng định quan hệ phối hợp liên ngành, công an và tài chính đã góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đồng tình nhất trí với những đề xuất về công tác phối hợp giữa hai bộ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ chủ động phát hiện những vụ việc nổi cộm trên thị trường, kiên quyết đấu tranh với những vấn đề phát sinh như không để xảy ra các hành vi thao túng chứng khoán, ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia đầu tư. Tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, triển khai hóa đơn điện tử, góp phần làm minh bạch thị trường, tăng thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Tài chính trong triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương tỉnh Đắk Lắk, các sở ngành địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường đã tham dự ngày hội. Những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường An Lạc có những yếu tố tiềm ẩn và phát sinh phức tạp. Trước thực tế đó, từ năm 2019 đến nay, cấp ủy chính quyền, công an thị xã Buôn Hồ và phường An Lạc đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh việc xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khơi dậy mạnh mẽ sức dân tham gia các mô hình như buôn tôi tự quản về an ninh trật tự, camera giám sát an ninh, khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy và mô hình phường nói không với tiếng pháo. Trong đó, mô hình camera giám sát an ninh được đông đảo người dân ủng hộ, mang lại hiệu quả cao. Do vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ngày càng ổn định, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng khi thấy phường An Lạc là điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hôm nay, về dự ngày hội với phường An Lạc là một trong những điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nơi mà đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt, đã thực sự có hiệu quả là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung hình thức phong phú gắn với phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, xóa đói giảm nghèo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi xin ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của chính quyền, nhân dân phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ trong thời gian qua. Dịp này, một tập thể, hai cá nhân nhận bằng khen của Bộ Công an. Một tập thể, hai cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Hai tập thể, bốn cá nhân nhận giấy khen của Công an tỉnh. Ba tập thể, 12 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Buôn Hồ vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng quà tình nghĩa cho tập thể phường, các già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, quần chúng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm qua và các hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hình thành trong cuộc đấu tranh gian khổ, quyết liệt, đầy nguy hiểm với tội phạm về ma túy. Vào năm 1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã ra quyết định thành lập Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy Công an thành phố Hà Nội. Trải qua những năm tháng xây dựng và phát triển, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Hà Nội đã được khẳng định là lực lượng mũi nhọn trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn thủ đô. Ngay trong thời kỳ đầu mới thành lập, đã có nhiều chuyên án mang dấu ấn của cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thủ đô. Điển hình là chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong nội địa và đi Trung Quốc tiêu thụ do Nguyễn Thị Thơm cầm đầu. Cơ quan điều tra bắt giữ và khởi tố 28 bị can, các đối tượng trong đường dây đã mua bán vận chuyển hơn 1.500 bánh heroin. Gần đây là việc triệt xóa nhiều tụ điểm tổ chức
chứa chấp việc sử dụng ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vào tháng 3 năm 2021. Trong vụ án này, đối tượng cầm đầu đã sử dụng vỏ bọc là bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú, thuê phòng dịch vụ dài hạn tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Các đối tượng giúp sức núp bóng người bệnh, người nhà chăm sóc bệnh nhân, trực tiếp lấy và giao ma túy, sử dụng phòng bệnh thiết kế thành phòng bay lắc, thu nhỏ, đầu tư đầy đủ các dụng cụ cho việc sử dụng ma túy. Đây cũng là chuyên án điển hình trong cả nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Đây cũng là một cái mà cũng rất là khó khăn trong khi những việc mà giám định pháp y hiện nay thì nếu như kết luận thì không xử lý được, bắt buộc phải đưa đối tượng đi chữa bệnh bắt buộc. Và thời gian chữa bệnh bắt buộc thì hiện nay lại không có quy định rằng sau một thời gian nào thì phải chấm dứt. Thứ là khi khỏi bệnh thì mới chấm dứt được, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như có cái sự tiếp tay của các cái bác sĩ thì đương nhiên là các bệnh nhân này sẽ có cái thời gian điều trị rất dài hạn ở trong đấy, và thậm chí ngoài cái việc điều trị nội trú thì bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú. Thì cái đối với cái bệnh nhân ngoại trú là chúng ta lại càng không kiểm soát được. Đã có hơn 20 năm trở thành người lính trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, Trung tá Phạm Như Trường đã trải qua không biết bao nhiêu đêm trắng, sát cánh cùng đồng đội, đấu tranh triệt phá các tụ điểm ma túy tại địa bàn thủ đô. Dấu ấn của các anh đó là những tên địa danh một thời gây ra nỗi ám ảnh với người dân thủ đô như Thanh Nhàn, Phúc Xá, Bãi Rác Thành Công. Nhưng giờ đây đã thực sự lột xác, trở thành những địa bàn bình yên, đảm bảo an ninh trật tự. Tội phạm ma túy là phát sinh ra mọi tội phạm khác. Đấy. Đấy. Cán bộ chiến sĩ của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy phải tiếp xúc, trấn áp với những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Đấy, chúng sử dụng vũ khí nóng, thậm chí là trong những cái điểm tụ điểm thì là những cái đối tượng là HIV giai đoạn cuối. Đấy. Do vậy là cái quá trình tổ chức đấu tranh bắt giữ đối với cái tội phạm ma túy nó rất là khó khăn, đặc biệt nguy hiểm. Trong những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội luôn dẫn đầu toàn lực lượng về công tác nghiệp vụ cơ bản. Hàng năm, đơn vị đã phát hiện, đưa vào diện quản lý hơn 2.000 đối tượng, lập và khám phá hơn 300 chuyên án đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy. Trung bình hàng năm, thụ lý điều tra hơn 2.500 vụ án, với hơn 3.500 bị can. Kết thúc điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển viện kiểm sát truy tố, đạt trên 95% vụ án thụ lý. Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ là phải hy sinh về thời gian, cái thời gian với gia đình này, những cái thời gian và dành những cái tình cảm cho gia đình để chăm sóc thành viên trong gia đình. Thứ hai là hy sinh về sức khỏe. Và đối với lực lượng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy thì quá trình trinh sát không kể ngày kể đêm, kể cả mưa gió phong ba bão táp cũng phải tập trung lực lượng để trinh sát và để nắm tình hình, cũng như là trong công tác đấu tranh phòng ngừa đối tượng phạm ma túy. Đấy là sự hy sinh về sức khỏe, sẵn sàng hy sinh. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Còn đối với mỗi người dân thủ đô, những chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực sự là những anh hùng trong cuộc chiến đẩy lùi cái chết trắng. Những chiến công của các anh đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho từng ngôi nhà, góc phố của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, vào cuối tháng 7 vừa qua, Liên minh châu Âu EU đã công bố báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2022. Và trong báo cáo này có nhiều nội dung thiếu khách quan về tình hình đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Nam Hà. Kính thưa quý vị khán giả, với gần 200 trang, báo cáo của EU đánh giá tình hình nhân quyền, dân chủ trên toàn thế giới. Bên cạnh những đánh giá tích cực trong việc đảm bảo nhân quyền cho người lao động, hỗ trợ phụ nữ tại Việt Nam, báo cáo này cũng đánh giá rằng những hạn chế đối với các quyền chính trị và dân sự ở Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2022, đặc biệt là đối với quyền tự do biểu đạt. Những đánh giá thiếu khách quan này có thể gây ra những nhận thức lệch lạc về tình hình đất nước, con người Việt Nam và là cái cớ để các thế lực xấu vin vào chống phá. Đây là những hình ảnh của báo cáo về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2022 của Liên minh châu Âu. Về quyền biểu đạt,
báo cáo này đưa ra những nhận định về lo ngại các trường hợp những nhà báo được gọi là độc lập và quyền tự do biểu đạt tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Từ đó cho rằng tự do truyền thông vẫn còn bị hạn chế, quyền truy cập vào các trang web độc lập về chính trị bị chặn. Đây là những đánh giá thiếu khách quan và không hề phản ánh đúng thực tế về đảm bảo quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam hiện nay. Thực tế hiện nay thì trong cái quan điểm và cách tiếp cận của Việt Nam về các cái quyền như là tự do báo chí, tự do ngôn luận còn có những cái điểm khác so với cái quan điểm và cách tiếp cận của Mỹ và một số nước phương Tây. Châu Âu, Mỹ thì hay có cái cách đánh giá thông qua các cái tiêu chí của mình. Thế thì tiêu chí đó là tiêu chí đó áp dụng cho bản thân của họ. Thì như vậy thì cái việc mà chúng ta không đáp ứng hoặc là chưa đáp ứng hoặc là đáp ứng một phần thì cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì thực tế mà nói thì về văn hóa, về hệ thống chính trị thì chúng ta có sự khác nhau. Nhưng mà tôi xin khẳng định lại là cái tình hình mà chúng ta khi mà hội nhập quốc tế thì chúng ta đang cố gắng rất là nhiều để có thể đáp ứng được những cái tiêu chí mà các đối tác chúng ta mong muốn chúng ta đáp ứng. Tuy nhiên, ngay lập tức, Đài Á Châu Tự Do RFA cùng nhiều tổ chức, đối tượng luôn chống phá Việt Nam đã vin vào báo cáo này để đưa ra những bài viết xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung và quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí nói riêng. Thì họ thường khai thác lợi dụng sự khác biệt này để từ đó là áp đặt các cái quan điểm và các cái giá trị theo cách hiểu và cách làm của họ, từ đó là tạo cớ để can thiệp, gây sức ép vào là công việc nội bộ Việt Nam cũng như là chống phá Việt Nam trên lĩnh vực là dân chủ và nhân quyền. Thưa quý vị và các bạn, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin. Và thực tế cho thấy Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện pháp luật nói chung, pháp luật về quyền con người nói riêng, trong đó có nhiều bộ luật, luật liên quan đến quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhà nước chúng ta là nhà nước do dân, vì dân. Cho nên là những cái tiêu chí mà liên quan đến đời sống, liên quan đến quyền của người dân thì luôn luôn là được đặt lên hàng đầu. Đấy là lý do tại sao mà Quốc hội của chúng ta trong những thời gian qua liên tục thông qua những luật liên quan đến vấn đề này, luật báo chí, rồi luật an ninh mạng. Và cách làm của chúng ta thì càng ngày thì càng công khai, dân chủ và tham khảo. Trong cái quá trình đó thì tham khảo ý kiến của các đối tượng bị tác động, và đặc biệt là chúng ta tổ chức tham khảo ý kiến của cơ quan đại diện của các nước tại Việt Nam. Trong thời gian qua thì Việt Nam chúng ta nỗ lực để thực hiện các cái điều ước quốc tế về quyền người, được thể hiện rất rõ là chúng ta đã nội luật hóa các cái nguyên tắc, các cái chuẩn mực quốc tế về quyền người vào trong hệ thống hiến pháp và pháp luật Việt Nam, và tổ chức thực thi trong hệ thống thực thi trên thực tiễn. Trên không gian mạng, người dân có thể truy cập vào bất kỳ trang web nào để tiếp cận thông tin. Không chỉ có thế, nhiều trang thông tin tuyên truyền, diễn đàn, các hội nhóm trên mạng xã hội đã được chính quyền cơ sở, địa phương cùng người dân lập ra. Tại đây, người dân có thể trực tiếp kết nối, trao đổi, kiến nghị và phản ánh các thông tin về các vấn đề mà mình quan tâm. Đây là một giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, cũng là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc bảo đảm quyền của con người trên không gian mạng. Các hoạt động mà bảo vệ quyền con người trên không gian mạng thì trong thời gian qua Bộ cũng đã làm quyết liệt. Đặc biệt chúng ta có cách ứng xử phù hợp với các cái nền tảng xuyên biên giới, đã trực tiếp làm việc với các cái nền tảng Google, Facebook để gỡ bỏ những cái nội dung thông tin không đúng về Việt Nam hoặc là những thông tin gây hoang mang dư luận. Các nước đã bầu chúng ta vào làm ủy viên của cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đây là một cái cơ chế đa phương và có tiếng nói khá là trọng lượng trên toàn thế giới. Cái việc mà đại diện Việt Nam được tham gia vào đây cũng thể hiện là chúng ta đã có nỗ lực và có mong muốn
giải thích về thế giới và đóng góp với thế giới trong cái việc mà bảo đảm dân chủ, bảo đảm nhân quyền cho tất cả người dân, trong đó có người dân Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, không chỉ Liên minh châu Âu EU mà hàng năm một số quốc gia, một số tổ chức đều đưa ra các bản báo cáo nhân quyền, trong đó đề cập vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Cùng với đó là những đánh giá nhận định thiếu khách quan về thực tế đảm bảo quyền tự do dân chủ, quyền con người tại Việt Nam. Và việc lần thứ hai Việt Nam trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo ngày càng tốt quyền của người dân. Nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.